Hôm nay thì Oanh sẽ chia sẻ với mọi người về một cái sản phẩm mà gọi là tẩy da chết cho da mặt mà Oanh mới được khai quật ra, một sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Oanh mới khai quật ra đây, đó là cái này. Cái sản phẩm này là của The Nature Book, đấy là sản phẩm của Hàn Quốc nhá. Những cái dòng sản phẩm tẩy da chết này của The Nature Book này thì nó đầu tiên là nó sẽ lấy tất cả những cái bụi bẩn này, những cái bụi bẩn ở trên da của mình, đồng thời nó sẽ hút tất cả những cái bã nhờn cũng như là các cái dầu mà trong sâu của mình ở bên trong mình tiết tiết ra. Còn trên bề mặt da thì nó sẽ lấy sạch những cái bụi bẩn ở trên lỗ chân lông của mình do lớp make up này hoặc là do môi trường này, rồi các thứ. Giá cái này nó rất là rẻ nha, nó có 180.000 một cái tuyết như thế này thôi mà anh dùng đến bây giờ là cũng phải được hết gần một một hơn một nửa rồi, mà cũng phải dùng đến cả tháng nay rồi đấy. Đấy thì nó cũng rất là dôi, bởi vì là mọi người ở đây nha, anh sẽ test thử lên tay cho mọi người xem. Anh thì anh dùng cái dòng này, nó là dòng nghệ, bởi vì là thật ra da của anh là da rất là dễ bị mụn, bởi vì là nó kiểu do cơ địa ấy mà anh rất là dễ bị mụn, vì do anh ăn cay nóng nữa chứ rất là dễ bị mụn, cho nên là hay để lại những cái vết thâm mụn đây này đấy. Cho nên là mình phải dùng cái dòng này, nó là dòng kiểu như là nghệ ấy. Đó, chiết xuất phần lớn là từ nghệ tươi thì nó sẽ làm cho mình tái tạo da và làm kiểu mờ thâm hiệu quả nhất đó. Nhập khẩu 100% của Hàn Quốc nhá, nó có tem kem chống hàng giả các thứ đây. Và nói chung là mọi người có thể yên tâm mà mua, bởi vì là anh cũng toàn được những nơi uy tín cung cấp cho những sản phẩm này thôi. Đây như thế này thì thật ra một cái chỗ này thì mình có thể bôi được một bên má, mình có chấm lên 5 chấm như thế này ở trên 5 điểm nhá. Sau đó thì mình cái lớp kem của nó sẽ trong trong như thế này đấy, xong mình sẽ xoa đều lên da, sau đó thì massage. Ví dụ anh em tỉ dụ như da tay này của anh là da mặt anh nhá, đấy thì mọi người có thể massage rất là nhẹ nhàng thôi, và nó sẽ đọng lại thành các cái lớp như thế này, các cái chất kiểu gọi như là nó hơi 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 sánh sánh lại như này này đấy, thì nó rất là mềm mại thôi, nó mềm như là ấy, mềm 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 mềm, mềm mịn luôn á đấy. Thì mình cứ sẽ massage nhẹ nhàng đấy ở trên da mặt của mình, nó sẽ đi cùng bụi bẩn, nó sẽ đi ra cùng với cả những cái chất như này đấy, chất nhầy nhầy này này, và nó rất là mềm mềm và mượt và mướt. Nó không như một số những cái dòng tẩy trang làm tẩy da chết khác là nó sẽ kiểu như là nó làm mòn da, xong rồi nó sẽ làm khi mà mình tẩy trang xong nó sẽ rất là khô ấy, nó có rất là nó cũng sạch nhưng mà nó sẽ làm khô da, thì vô hình chung là mình có da mình sạch xong thì da của mình lại bị khô, thì nó cũng không phải là cái sản phẩm mà anh cảm thấy nó thật sự hữu ích, nên là anh phải đổi ngay đấy. Mọi người thấy không, nó sẽ ra cùng như thế này. Đây là anh vừa bị rơi mất mấy cái rồi, thì trên mặt mình nó sẽ có những cái này để mình massage đều, massage 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 các thứ. Sau thì nó sẽ ra tất cả những cái bụi bẩn này, bã nhờn này, nó sẽ ra cùng với cái lớp này đấy. Nó sẽ như nó đơn giản vậy thôi, thì mình có thể làm đều 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 đặn bởi vì nó rất là lành đó. Đây đây là cái mà anh dùng, tại vì là nó có ba cái Zone Tropic này, cái dòng sản phẩm tại kem tẩy da chết này nó có ba dòng, thì anh chọn cái dòng này. Anh chọn cái dòng này là dòng nghệ bởi vì là da của anh thỉnh thoảng có những nốt mụn ấy thì nó hay để lại vết thâm ấy, thì anh phải dùng cái dòng này để nó làm mờ các vết thâm mụn của anh đó và làm tái tạo lại. Còn ngoài ra thì nó còn có cả hai dòng nữa là dòng than hoạt tính và ngọc trai. Than hoạt tính thì mọi người biết rồi, nó than hoạt tính cái công năng của nó mạnh nhất là nó hút tất cả những cái mụn đầu đen ở trên trên bề mặt da của mình, đặc biệt là phần đầu mũi, ở phần mũi này đó. Cho nên là cái dòng than hoạt tính này nó sẽ hút được hết cái bã nhờn cũng như là các cái mụn đầu đen. Những bạn nào mà da kiểu có mụn đầu đen ấy hoặc bã nhờn trên mũi với trên vùng chữ T nhiều ấy thì dùng cái này nó sẽ hút hết và nó sẽ không còn tình trạng bị mụn đầu đen ở phần chữ T nữa. Đấy. Cái này dòng sản phẩm của The Nature Book này nó dùng được cho tất cả các loại da và đặc biệt là những vùng da nhạy cảm, bởi vì da của anh là da rất là nhạy cảm. Đó. Thế cho nên là khi bảo anh dùng sang cái dòng tẩy da chết của The Nature Book này là anh không dùng những cái dòng làm sạch với cả tẩy da chết của các sản phẩm khác nữa, bởi vì là các sản phẩm khác thì nó cũng làm sạch nhưng mà nó lại vì da của anh nó cũng khá là mỏng và khá là nhạy cảm ấy. Thế cho nên là dùng nó sẽ làm cho mình cảm giác là hơi bị khô và nó bị kiểu bị rát rát ấy, bởi vì là nó có cái hạt tẩy da, hạt hạt tẩy da chết với cả hạt làm sạch nó hơi 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 gặn gặn ấy, thì mình da mình bị mỏng với da mình nhạy cảm thì mình sẽ cảm giác là nó bị rát rát đó. Ngoài ra thì cái bạn nào muốn làm trắng thì có cái sản phẩm ngọc trai này đây, là chiết xuất ngọc trai thì nó sẽ làm
mướt này và làm trắng, giữ ẩm làm trắng. Tất cả cả ba dòng này thì nó đều có cái thành phần giữ ẩm rất là cao. Như mọi người thấy đây là khi mà mình bóp ra nhá, mình bóp ra cái lớp kem như thế này thì nó là lớp kem rất là sánh, nó là lớp kem khá là đặc nhá. Nhưng khi mà mình massage lên da thì nó sẽ tạo thành một cái lớp ẩm. Đấy, nó sẽ có một cái lớp ẩm, nó như kiểu nước luôn ấy, nó dạng như là lỏng lỏng gần như là nước luôn. Đó, nó sẽ lỏng như thế này. Sau đó thì mình massage nhẹ nhàng ở trên da của mình. Đấy thì nó sẽ đọng, nó sẽ kiểu như là nó cô đặc, nó cô lại để nó sẽ lấy đi các cái da chết của mình cũng như là tất cả những cái bụi bẩn mỹ phẩm. Đấy, mọi người thấy không? Nó sẽ dần dần nó sẽ đặc, nó sẽ cô lại như này. Và cái phần cô đặc nó sẽ lấy đi tất cả những cái bụi bẩn với da chết đấy. Còn ngoài ra thì nó sẽ còn cả một cái lớp rất là mướt, như kiểu dạng như là nước ở trên bề mặt da của mình ấy. Cái giá thì nói chung là cũng rất là yêu thương luôn, có 180.000 một cái thỏi này thôi. Đây nhá, mình cứ massage như thế này rất là nhẹ nhàng thôi thì nó sẽ đi lấy đi tất cả những cái da chết trên mặt của mình, cùng với cả bã nhờn này, với cả bụi bẩn này nó ở đọng lại ở trên. Thì cái phần bụi bẩn của mình nó sẽ đi theo cùng với cả cái lớp này này. Đấy, nó sẽ ra hết. Còn lại thì trên bề mặt da của mình có thấy không, nó vẫn rất là bóng mà vẫn là mướt, thì nó sẽ vừa làm sạch da, nó vừa hút bã nhờn, vừa tẩy da chết mà nó vẫn còn cấp ẩm được cho da. Đó, thực ra hôm nay anh phải dùng thử, khi mà hôm nay anh mới được gửi đến hai dòng này nữa của The Natural Book, đó là than hoạt tính, bởi vì là phần mụn đầu đen của anh ấy là đợt này, thứ nhất là ngày vì là mũi của anh mới sửa, thế là anh chưa bóp được đầu mụn đầu đen ở trên đầu mũi ấy, cho nên là anh phải dùng ngay sang cái này đó để nó hút hết những cái, không thôi là nó sẽ thành đầu đen to hơn và nó sẽ ăn sâu vào hơn, nó thành rỗ luôn ấy. Đấy. Phải dùng sang cái này rồi, bởi vì là ngày trước thì mũi của mình còn có thể bóp mụn hơn, bây giờ thì anh trong quá trình này, thời điểm này là mới có được hơn 2 tháng, anh chưa thể nào bóp mụn ở đầu mũi được, nên anh phải dùng sang cái này để không bị mụn đầu đen ở mũi. Đây là cái dòng than hoạt tính nhá. Còn một dòng nữa là bạn nào mà có làn da kiểu cũng ok không bị mụn biết thì nên dùng cái này. Đó, thì nó sẽ làm trắng da. Tất cả những bạn mà nếu như bạn nào mà có làn da đẹp sẵn rồi thì cũng nên là vẫn phải làm sạch da thường xuyên. Đấy, để cho da của mình nó có sự đồng đều mà và nó có độ ẩm cho da, thì bản thân da mình có đủ độ ẩm ấy, thì mình make up lên nó rất là xinh và nó sẽ đẹp hơn cả người bình, đẹp hơn nhiều những người mà có làn da không được đẹp. Đó, sản phẩm này dùng được cho tất cả những dòng da, tất cả da, da nhạy cảm, da khô, da mụn, da nám, da tàn nhang, da dầu, da hỗn hợp, tức là tất tật, kể cả những da nhạy cảm nhất như là da anh là da rất là nhạy cảm, dùng đều vẫn rất là lành nhá, người ạ.